Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Doanh Audio. Ở trong video này thì em có 5 cái đầu rẻ mã của hãng Panasonic này. Cho một cái thiết kế các bác có thể thấy nó vát rất là đẹp luôn. Đấy. Bày biện cũng rất là sang trọng. 5 cái thì về hình thức mặt đẹp như nhau các bác nhé. Em đã cắm điện hết rồi. Nó đã để hiển thị chế độ unlock, tức là cắm đường rẻ mã quang vào là nó sẽ rẻ mã. Và dòng này rẻ mã không cần mồi các bác nhé. Xuất tín hiệu AV sang âm đi khác. Đấy. Và đây em có thanh lý cho các bác một cái âm đi của hãng Yamaha, công suất 180W, đánh 4 sổ than. Đấy. Giá thanh lý chỉ có 1.100.000 đồng. Nó bị mất cái ba cái nút vặn ở đây này, với một cái phím bấm extra bass đây này. Đấy. Hàng nội địa Nhật, điện 100V. Và cái đầu rẻ mã của hãng Panasonic này thì cũng là hàng nội địa của Nhật, sử dụng điện 100V. Với cái mức giá cũng chỉ có 1.000.000 đồng thôi các bác nhé. Đây. Ở đây sẽ có đèn tia nháy theo nhạc, các bác nhìn thấy này. Đấy. Đèn tia nháy theo nhạc. Ở đây các bác có thể làm volume và đây là làm âm đi cũng được. Thì ở đây nó sẽ có chỉnh trực tiếp bass check ở trên đây, các bác có thể thấy xoay đúng này, bass check nó sẽ chỉnh theo này, bass trừ cộng trừ 5 này. Đấy. Đây cũng vậy, check đây. Đấy, cộng trừ 5. À trên đây là bass này, dưới là bass này, trên là check này. Đấy. Phím power bật tắt nguồn. Đấy. Và chế độ chọn AUX. Đây là analog in. Analog tức là dạng cắm analog để cắm điện thoại máy tính ấy, coi là chuyển sang AUX là digital in, rẻ mã không cần đĩa mồi các bác nhá. Tại sao nhiều bác cứ hỏi đĩa mồi hay không mồi, thì vì rẻ mã mồi phải cần MD để mồi. Nhưng dòng này thì không cần, chỉ cần chuyển sang chế độ digital in phát ra rẻ mã luôn. Đấy. Đây, em có tháo một cái máy ra để xem nội thất ở bên trong, lên 3 tầng mạch ở tầng dưới nữa. Đấy. Đấy. Trông nhìn nhỏ nhắn thế này thôi, nhưng mà bên trong nội thất rất gấu luôn các bác nhá. Ở đây thì các bác có thể thấy ở đây sẽ có rẻ mã xuất cổng out đây, line out. Những dòng rẻ mã khác thì nó xuất theo dạng kiểu dạng analog, theo dạng bốc sen như thế này. Nhưng mà ở đây các bác có thể thấy không gian của nó rất chật hẹp, thì nó đã thiết kế cái dạng 3.5. Thay vì bây giờ các bác mua cái dạng 3.5, một đầu cắm điện thoại và một đầu cắm như kiểu như cái cả. Đây, cái dây của nó đây. Thì các bác vẫn cắm sang âm đi bình thường. Đấy, cái bình thường cái này thì cắm điện thoại, nhưng mà thay vì mình không cắm điện thoại nữa thì mình cắm vào cổng line out này. Nó sẽ xuất tín hiệu rẻ mã sang âm đi khác. Đấy. Để em đang lấy tín hiệu sang cái âm đi Yamaha này. Ở phía dưới là chỗ đấu loa coi nhá. Đấy. Đây, Panasonic này, điện 100V này. Công suất 40W này, Panasonic này. Đấy, những dòng Panasonic này hầu như nó chẳng ghi cái nơi lắp ráp ở đâu cả. Nhưng các bác yên tâm, đây là hàng nội địa Nhật 100% các bác nhá. Nội địa Nhật 100% và có rẻ mã từ Smart TV. Đấy. Đường dây quang Smart TV đây. Đây, digital in. Có một cổng in đây. Đấy. Nhà bác nào mà chưa có dây quang thì em sẽ tặng cho các bác một dây quang từ Smart TV vào. Đấy. Ngoài ra, các bác có thể sử dụng như thế này, em sẽ chỉ dẫn thêm một cách nghe nhạc hay nữa. Đây là thay vì cắm đường này out, ta cắm sang đường phone. Đấy. Đường phone này thì nhiệm vụ như thế nào? Nhiệm vụ là bây giờ đường phone này, cái này sẽ làm nút cái nằm vào đề. Đây các bác, vặn volume lên này. Đấy. Xong là vặn cả bass check này. Đấy. Nó ăn theo luôn. Đấy. Đấy. Vặn theo luôn. Ở đây có một chế độ subwoofer on đấy nhá. Đây. Đấy. Thì trên âm đi các bác cũng có thể to thêm nữa. Đấy. Đây, to nhỏ thêm, to nhỏ được cả được giải mã luôn, to nhỏ các tiếng ra. Đấy. Thì đây sẽ là như các bác giả sử ghép sang cái cục đẩy ấy mà không có chỉnh âm sắc ấy, thì đây các bác có thể tùy chỉnh âm sắc ở trên này qua được cắm đường phone, tận dụng nó làm pre các bác nhá. Đấy. Rất là hay. Và một chế độ tăng bass ở đây nữa, cái phím ngoài cùng này. Đây, subwoofer on, một chế độ tăng thêm lực của âm trầm nữa, rất sâu luôn. Đấy. Cái điểm này cũng rất hay, sử dụng tận dụng cái đường phone để sử dụng mạch âm sắc của cái đầu Panasonic này. Đấy, đấy có hai cách sử dụng thôi nhé. Đấy. Các bác có thể cắm đường nào cũng được. Đấy. Các bác có thấy cái đường out, line out nó xuất tín hiệu các bác, tín hiệu vào rất nhiều luôn.
ngay cả đẩy sang âm ly nhá, các bác có thể thấy bạn mức 9 giờ rồi. Đây là mức 9 giờ. Mà tiếng nó rất là to rồi các bác nhá. Dòng rẻ mã của con này em nghe tiếng rất là trong vắt và rẻ mã cũng rất là hay, mà giá thành rất là rẻ, chỉ 1 triệu đồng thôi. Còn các chức năng khác như là CD này. Thực ra đĩa dòng này thì nó cũng đọc thôi, nhưng mà các bác về phải vệ sinh lại mắt mũi thôi. Cái này giá 1 triệu thì em chỉ bao hát giải mã quang và làm âm ly này. Đấy. Còn CD với MD thì các bác về vệ sinh mắt thôi nha. Cái này nó tháo ra nó rất phức tạp. Các bác có thấy nhìn nó rất tháo ra cái này, em nghĩ nó rất cũng lâu. Nếu các bác nào mà cần đến CD thì các bác về vệ sinh lại cái mắt, lau qua cái mắt ra đi. Tại vì hàng bãi này nó khoảng hơn 20 năm rồi. Thì mắt nó hay bị bụi thì các bác về vệ sinh nó qua. Còn em chỉ đây em bán 1 triệu bao hát AUX giải mã này. Và làm pre, có thể đánh pre gọi là cắm qua đường phone qua nhá. Đấy. Giá 1 triệu đồng. À, kích thước của nó là chiều ngang 31,5, chiều cao 18 và chiều sâu 23. Đấy. Về mặt thì con nào cũng đẹp như nhau các bác nhá. Con nào cũng đẹp xuất sắc như nhau. Đang ở chế độ unlock, tức chế độ AUX thì các bác chỉ cần cắm đường giải mã quang vào nó sẽ unlock, tức nó sẽ mở ra, nó sẽ hát như thế này. Hiện tại những đầu unlock còn chưa cắm cái đường quang vào. Đây cũng vậy. Con nào cũng đẹp, mặt đẹp như nhau hết các bác nhé. Nói chung là hàng bãi đẹp hết. Con nào cũng đẹp như nhau cả. Này các bác cứ yên tâm, hàng này hàng bao zin đẹp. Đấy. Giá 1 triệu là sẽ chỉ em chỉ bao chụp hoạt động là làm đây, làm âm ly, làm pre và chạy đường AUX giải mã quang. Okay. Tiếp đến là cái âm ly của hãng Yamaha đánh 4 con than, số than. Đấy. Tụ đồng nguồn của For Audio Era. Dòng này dòng mặt nhôm, về thì bị không hiểu sao mất 3 cái nút này. Đấy, gãy mất cả cái chế độ tăng bass extension này nữa. Cái âm ly Yamaha này có kích thước chiều ngang 43,5, chiều cao 11 và chiều sâu 36, giá thành lý cho các bạn 1,1 triệu. Cái âm ly này có tiếng rất hay các bạn, nó có thể chỉnh giấy mid này. Thì rất hay các bạn nhé. Giải mid các bác lưu ý là cái giải mid này hay thường ở trên cái lọc xì, cái equalizer có cái giải 1K ấy. Đây chính là giải mid để chỉnh các bạn nhé. Nghe rất là hay. Bát check đầy đủ, ba lăng cân chỉnh loa. Chế độ bát ấy, cái sơn này, cái này thì em đã lấy tô vít em chọc vào để chế độ on. Đấy, bật chế độ lên. Đấy. Ở đây thì các cổng kết nối input này. Em đang cắm cổng CD. Để chế độ giải mid này nghe rất phê luôn. Lỗ thất máy móc thì cam kết là nguyên zin. Phía sau của con đi đây. Cái này vẫn có cầu chữ U này. 100V công suất 180W này. Dòng này đánh loa trở kháng từ 6 ohm trở lên, 6 đến 16 ohm. Các cổng analog kết nối thiết bị bên ngoài rất là nhiều. Đấy. 100V công suất 180W và cũng không gì nó ghi lắp ráp ở đâu cả. Nhưng em nghĩ dòng này tỷ lệ lắp ráp ở Malaysia cũng rất là cao. AVX100. Dòng âm ly này các bác có thể đánh vào những cặp loa bass 27, 28 đổ lại và có thể ghép thêm vang hát karaoke. Dòng này có chế độ mid này, các bác hát karaoke cũng rất là hay luôn. Đấy. Karaoke gia đình rất tốt, giải mid này các bác khi mà giọng nó yếu một chút thì các bác đẩy cái giải mid nó lên. Đấy. Hát karaoke cũng rất là tốt với cái dòng combi này. Đấy. Giá thành đi 1,1 triệu đồng. Thì nó bị mất ba cái nút này, ba cái nút này thì cũng chẳng có tác dụng gì với cái combi cả. Đây này các bác nhìn này, video chẳng qua nó thẩm mỹ thì nó hơi xấu một chút thôi, nhưng mà nó không có tác dụng gì sử dụng cái này cả. Đấy. Nói chung là em thanh lý với giá 1,1 triệu thì rất là rẻ rồi. Ở chỗ này thì mất một cái áo để nó có một cái lớp gì đấy, lớp nhựa gì đấy nó sẽ che đi, nhưng mà đây nó mất cái này. Giá thanh lý là 1,1 triệu đồng thôi nhá. Giá rất là rẻ rồi, 180W sử dụng 4 than. Công đi hát chơi tốt những cặp loa bass 27, 28 đổ lại và hát karaoke gia đình cũng rất là ngọt ngào. Đấy. Giá thanh lý 1,1 triệu. Và các bác mua hàng liên hệ cho em qua số điện thoại 0961 22 525. Hàng sẽ được ra toàn quốc và cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.